Chào các bạn, giờ tiếp tục bài học mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp phần tạo các view và chuẩn bị mình sẽ trình bày bản vẽ ha. Và cuối cùng là mình sẽ bóc khối lượng. Rồi bây giờ đầu tiên là mình hướng dẫn cho các bạn này, nó bị thiếu gắn một cái đế, một cái bệ bơm mà nó bằng sắt ở đây. Cái này thì nó cũng tương tự bị mất cái system ha. Sẽ xử lý tiếp. Và bây giờ các bạn sẽ vào Mechanical Equipment nè. Mà lấy cái bệ này nè. Đó. Thấy không? Bệ sắt U50 nè. Ok, mình đặt nó ra vậy đi. Rồi mình sẽ là bao nhiêu 2m6. Không, nó dài, khá là dài ha. Chỉnh lại. Đó, mình đặt cái này lên thì bây giờ nó bị tình trạng là như vậy, thì bây giờ mình sẽ cô lập tất cả luôn ha. Mình quét qua như vậy nè. Đó, bạn quét qua như vậy. Mình chừa bấm shift. Bấm shift để loại bỏ những cái đối tượng không cần. Rồi để yên. Bây giờ mình sẽ phải nổ cái này ra. Nổ ra. Chút xíu mình sẽ chỉnh lại. Tại vì mình gắn thiếu ha. Thì tình huống mình sẽ xử lý. Ungroup. Khi mà mình nâng nó lên thì cái này nó sẽ khả năng nó đi theo. Thì chút xíu mình sẽ chỉnh cái này cao lên là xong. Rồi. Giờ mình xử lý cái này luôn. Cũng mua xuống 150 đi. Rồi. Con Crazy Similar ha. Thỉnh thoảng nó bị mất. Bấm MV 150. Có khả năng mình move lên thì sẽ có vấn đề nữa ha, nó sẽ có vấn đề. Bây giờ mình sẽ move, mình sẽ move lên. Mình đưa nó về mặt left nè, nó dễ ha. Cắt cho nó dễ, xong đó mình chọn đây, khúc này nè. Đó, mình chọn những cái này nè. Đó, cái đây. Đó. Rồi mình bấm bỏ hết mấy cái đối tượng này ra ha. Bấm nút shift, giữ shift xong rồi mình nhấp lại loại bỏ cái đối tượng mà mình không chọn ra. Đó. Thì giờ mình bạn đẩy lên lại xíu, mình phải chỉnh lại nữa, thì xíu mình chỉ cần đẩy nó lên thôi. Chỉnh cao độ nó. Rồi giờ mình thử mình đẩy lên coi nó lên không ha. Bấm MV nè. Này. Rồi, như là nó lên nè, không, chút xíu mình chỉ chỉnh cái này lên thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy này vô. Đó. Rồi. Thì cái này 2m6. Không, 2m6. Mình nhích đi qua xíu đó. Không, cái bệ bơm ha, thực tế ngoài ha. Cái này thì bây giờ mình sẽ chỉnh chuẩn một cái. Xong rồi mình chiều dài ha. Đây. Chiều cao thân, ví dụ mình chỉnh 250 nữa coi. Rồi cái này chắc cũng phải 400 nữa coi. Rồi xuống ha, 350. Đó, ở này ha.
330. Đó thì tất cả nó đi theo hết do cùng một time mình đang làm là cùng một 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 kiểu. Chứ giả sử như các bạn duplicate ra cái kiểu khác ha, ví dụ như này là kiểu cao mình rename đó, rename cao 330 đó, ví dụ vậy, chiều rộng dài rộng cao của nó mình đặt lại rename lại cái tên cho nó đàng hoàng ha. Duplicate tạo ra một một kiểu mới thì nó những sẽ không ảnh hưởng tới những cái kiểu khác. Rồi xong, ảnh hưởng gì nữa không? Rồi rồi tiếp theo bây giờ là mình sẽ quay lại một bằng nè, đúng không? Mình sẽ tạo cái view. Bây giờ mình sẽ crop cái view này lại để mình chuẩn bị mình kéo view vào sheet ha. Bây giờ các bạn sẽ vào sheet nè, new sheet nè, chọn cái khung tên. Rồi, tạo khung tên trước. Rồi. Bây giờ mình quay qua mặt bằng này, đây là mặt bằng tổng thể ha, mình sẽ duplicate ra. À, đâu. Giờ mình sẽ đặt cho nó một cái tên là phòng bơm AC mình tự đặt ha. Thì các bạn khi bạn thiết kế, bạn trình bày văn bản, bạn phải biết bạn đặt tên như thế nào. Thì nó giống như cái này mà bằng tổng, nó sẽ hai phòng bơm, thì bạn còn phần cái phòng bơm còn lại bạn tự vẽ ha, tự trình bày, mình làm một cái cho các bạn thôi. Đó. Rồi cái này có thể tạm ổn là mình có thể xóa nó đi, không cần nữa ha, xóa đi. Rồi như mình đã bỏ vô đây rồi. Rồi bây giờ mình cái phòng bơm này mình sẽ crop cái view này lại, bấm vô đây, crop view lại cho mình. Đó, nó có cái view nè. Không? Sau đó mình mới đi qua mình đánh nhãn, đánh tag. Đó. Đó. Đó, tạm thời là như vậy ha. Bây giờ xong mình xuống cái sheet nè. Các bạn kéo mình vô đây. Đó. Rồi mình sẽ đây mình chỉnh lại cái tỷ lệ coi. Đây là một phần 25 ha. Ví dụ như mình đang để cái bản vẽ A1. Hoặc bản custom một phần 20. Đó. Xíu mình sẽ custom nó lại. Rồi. Đó, bây giờ mình sẽ trình bày. Rồi bạn kéo xuống nè. Đó, bạn có thể chọn cái title cho nó. Rồi bây giờ ổn rồi ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi đánh nhãn tác cho nó. Thì bây giờ mình sẽ đánh nhãn tác nè, ví dụ như ở đây mình sử dụng text nè, mà có thể dùng text, dùng text hoặc là dùng cái tag như thế này. Đó, thì cái này là cái multi tag ha. Thì cái multitask này nó nằm ở trong đây nè. Đây. Bây giờ mình sẽ xóa cái này đi. Đó, multitask này thật ra là để gọi là mình có thể đổi nó là nhãn mà tag những cái nhãn cái thiết bị. Thấy không? Nhãn thiết bị thì giờ mình xem coi nó đọc cái thông số gì. Thì cái này mình cũng đã hướng dẫn đây nó mang nó là cái miếng comment ha, miếng comment thì nó sẽ đọc cái gì khi mà các bạn đánh vô đây là ví dụ cái van này lên 100 đi, thì trong cái van này nó sẽ thả cái miếng vô đây là comment là cái tên là 100 đen 100 van cổng V 100 ha. Thì mình có thể dùng cách này và dùng text và bấm tx không, tx text thì tất nhiên nó sẽ không bám theo, khi bạn move di chuyển thì cái text nó không di chuyển theo,
thì mình khuyến khích là các bạn nên dùng cái nhãn, không, cái nhãn sẽ đánh cho cái thiết bị, không. Thì có nhiều cách nữa là các bạn, một là các bạn không dùng cái biến comment này, biến comment này là cái biến mặc định mà trong Revit nó cho sẵn, không. Hai là các bạn sẽ dùng tạo tham số share, gọi là cái tham số ngoài á, để các bạn gán cho nó, ví dụ như nhà thiết bị tên thiết bị van, các bạn có thể tự đặt được nó, ví dụ như bạn đặt như vậy, dùng share parameter nè, đó, các bạn có thể tự tạo cái này share parameter. Hai là các bạn sẽ tạo project parameter, ví dụ như vậy ha, các bạn add vào thì ví dụ như là mình sẽ đặt là van equipment. Và equipment van, không, là tên equipment name, không, van equipment name thì sẽ là text, đó, thì cái này nó sẽ bỏ vô là pie accessory. Giữa cái project parameter và share parameter là như thế nào? Một cái share là cái tham số đó bạn có thể dùng qua nhiều dự án, gọi là global luôn, nhưng mà cái project là chỉ chuyển tham số này chỉ dùng cho dự án này thôi, đó, chỉ dùng cho dự án này. Thì hiện tại là mình chỉ đang hướng dẫn là dùng cho dự án này. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn thấy. Đó. Thì như các bạn thấy, khi mà mình share vô thì một text nó sẽ có cái van equipment name. Rồi. Thì bây giờ sẽ giải quyết text. Cái này là mình sẽ sửa lại một chút cho cái nhãn này. Mình sẽ vào đây. Thì trong đây có khả năng là sẽ không có cái tên của nó. Thì trong đây á, mình kiểm tra qua thì mình muốn gắn cái van equipment name nó thì hình như là không được, đúng không? Không được, không sao hết, mình sẽ chỉ các bạn cách khác. Đây. Bây giờ mình sẽ vào lại. Dùng lần này mình sẽ dùng share parameter. Cái chỗ project này nè. Mình sẽ remove nó đi, không dùng nữa ha. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng share parameter, mình sẽ tạo được cái bảng và mình bỏ trong thẳng ở trong cái phần bài tập luôn. Giờ mình create nè, thấy không? Ví dụ dự án này, thấy không, trong một bài tập là lúc này mình sẽ bỏ trong một bài tập, bạn sẽ vô đó lấy.